Chào các bạn, mình tên là Tú. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái em Pad Pep 13 for All Pad Season 15-16 này. Đầu tiên ấy, sau khi mình đao về đây, hoàn pad này nó nằm trong một file nén này. Bạn giải nén nó ra đây. Kích vào cái hình chính thuật sĩ này, kích finish. Cái cài hết sức đơn giản. Mà lưu ý này, trước khi cài cái pad này ấy, là mình phải cài cái DLC 6.0. Mình đã có DLC 6.0 dành cho PES 13 ấy, mình đã để ở trong cái phần mở rộng ở bên dưới link hướng dẫn này. Cái DLC 6.0 này còn mình đã post lên cho các bạn. Đây, nó đây, petexit.com 2013 pass 6.0, này chính nó. Đấy, phải cài này trước. Làm như đầu, từ đầu đi cho các bạn dễ hình dung nhé. Đây, nên lưu ý là cài pass gì thì pass 6.0 ấy, trước khi cài pass 6.0 thì mình phải xóa hết thư mục đi này. Đấy, để lại mỗi cái IMG, thư mục IMG này thôi. Đây, làm từng bước một cho các bạn dễ hiểu. Vừa giải nén mà vừa xóa thì hơi nâu. Phây. Đây. Cái này 7GB dung lượng, 7GB này. Giải nén hơi lâu. Đây, nó đây, hơn 7GB, giải nén quá lâu. Tạm thời dừng video và xong thì tiếp tục nha, lâu quá. Đấy, đã giải nén xong ra thư mục này. Còn cái thư mục cái iPad của mình ấy, thư mục cái iPad của mình đây. Xóa hết, chỉ để dư lại cái này để cài cái DLC dữ liệu quá 2.0 và 6.0. Đây, mình để ở đây. Đấy, sẽ hướng dẫn các bạn cài xong xong cả hai cái pad. Đây, chạy cái phần này. Cái này cài rất là đơn giản thôi. Làm cho hướng dẫn là có thể làm được. Bạn chỉ cần lấy thôi. Đây, nó tự động vào cái thư mục cài đặt của mình này. Đấy, cái này phần mềm thông minh tự nhận diện, chỉ việc lấy thôi. Nó tự vào cái, tự động vào cái thư mục cài pet của mình. Đó. Nó chạy. Đấy. Như vậy là đã cài xong. Nó hiện ra những cái linh tinh, bạn tắt đi. Xong cái DLC. Rồi. Nào, thêm một cái pet. Thêm một cái pet của mình đây. Đã cài xong DLC 6.0. Theo mình hướng dẫn thì các bạn nên xóa cái kit server của cái thư mục cài gốc của mình đi, rồi copy đè cái kit server của pad này vào nữa. Như bình thường, đen nó đi. Đây,
đi vào. Bởi vì sao mà mình copy chứ không phải cắt, bởi vì cái quá trình mình copy từ đây hay là cắt từ đây vào đây là sẽ rất lâu rồi. Chẳng may ấy, trong quá trình mình copy vào đây mà, à cắt vào đây mà nó mất điện ấy, hay là có sự cố vì máy mình sập nguồn hoặc là máy đơ ấy, thì chắc chắn là file này sẽ bị lỗi. Sau khi bị lỗi rồi mình copy lại chắc chắn sẽ không thành công, nên mình lại phải giải lén lại cái file 7GB đấy, nên là sẽ rất lâu. Nên là tốt nhất khuyên các bạn lên copy chứ không phải là cắt. Copy vào đây nếu có lỗi thì mình lại xóa đi rồi mình lại copy vào đây vào, thì nó sẽ hạn chế được cái lỗi hơn. Thì đấy là thủ thuật. Rồi, trong thời gian chờ đợi được kẻ nữa. Phút nữa thôi. Ok, giờ mình đã copy xong. Rồi. Bạn nào mà thích có tiếng Việt, mình là tiếng Việt thì vào cái thư mục mình vừa giải lén ra của cái bản pad đấy, pad đây vừa giải lén ra đây. Đây, vào phần best for all pad này, đây. Vào phần img copy hai file. T00-E-C05-E copy vào đây. Thì cái bản cũ của mình ấy là nó có cái tiếng phần tiếng Pháp đây, T00-F này. Đây, cũ bên trong có rồi thì bạn tích vào đây rồi ấn vào copy and repeat này, này. Đè lại, đè cái phần cũ của mình đi. Của mình cũ là có thêm thừa cái này nên mình cắt ra ngoài. Không thích nghe tiếng Việt lắm nên là chuyển tiếng Pháp vào ấy. Để hướng dẫn các bạn này, mình di chuyển tiếng Pháp ra ngoài. Ok. Chơi tay cầm thì tích vào đây. Vào chân 1. Đấy. Thế vào đây. USB rồi tích này. Ok phần là được. Cài đặt sẵn rồi. Vào thử nghiệm viết ngay. Quá đẹp. Quên mất. Trường dẫn các bạn cách cái chuyển nhượng ở trong đấy nè. Vassa vẫn còn cả Sanchez nữa. Đây. Rồi mục Konami này.
trong cái mục pad mình ra vé, chưa quên chưa chuyển nhượng. Mục pad 13 copy document, copy lên đây Konami đây. Đây có phần pad 13 mình có thể copy hết, nhưng mình khuyên các bạn không nên không để, xóa nó đi, vết nó vào. Vậy là xong, người đã chuyển nhượng xong. Nói chung là cái bản phát này cũng không có gì khó khăn, chúc các bạn thành công nhé.